Thông tin từ chính quyền xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tại địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai người chết, hai người bị thương. Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, ngày 12 tháng 8, tại đầu cầu treo Châu Hội, giáp quốc lộ 48, xảy ra vụ việc xích mích giữa hai nhóm thanh niên của xã Châu Hội và xã Châu Nga Nhóm nam thanh niên khoảng 7 người ở bản Sớn, xã Châu Hội đã dùng dao đâm nhóm thanh niên khoảng 5 người ở bản Na Pùa ở xã Châu Nga, khiến một người chết tại chỗ, một người khác chạy được 3 đến 4 mét cũng tử vong sau đó. Ngoài ra hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận được thông tin, công an huyện Quỳ Châu và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.